Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn là cá khủng nha. Con đây phải trên 5 kg. Con trôi đây 3 kg nè. Con này phải trên, con này phải 6-7 kg. Cá rô này, rô khủng nè. Cá rô khổng lồ này. Đây anh chép này. À, chép khủng nè. Cá rô khủng nè. Cá tấm khổng lồ nè. À, nhà thấy chưa, cà rô này, thấy một cặp không? Bàn tay mình trả lại cái gì nữa nha, tay không là cái gì với nó nha. Ừ, con tắm ngày chip, con này trôi đỏ đấy, trôi đỏ đấy. Này nè, tắm cỏ nha. Mình đó mình quay cái son nấu chứ, đây là cái son nấu bánh tét. Cả nhà vào xem bình luận thử là cái món cá này là món gì ngon nha. Con tắm cỏ này.